chào tất cả mọi người. Hiện giờ thì đang là 11 giờ 15 phút tối. Và Duyên thì đang ở phòng chờ của Sân bay Tân Sơn Nhất. Và chúng mình đang chuẩn bị đi bay chuyến bay Hàn Quốc. Và chuyến bay của bọn mình sẽ bắt đầu vào lúc 12 giờ 05 phút. Chỉ còn vài phút nữa thôi thì bọn mình sẽ lên máy bay để khởi hành chuyến bay bay đi Hàn Quốc. Và chuyến đi lần này thì là một cái chuyến đi rất là đặc biệt, bởi vì là chuyến đi lần này là chuyến đi mừng sinh nhật của Duyên. Cheers. Và Triệu thì lần trước là đi khác thì Duyên hứa với cả Triệu là sẽ dẫn Triệu đi châu, và lần này khi mà sinh nhật Duyên thì Triệu có là sẽ dẫn Duyên đi Hàn Quốc để chơi. Và tại vì bản thân Duyên đã đi Hàn Quốc một lần rồi, nhưng mà thật sự thì cái ấn tượng của mình về nó thật sự là cũng không có quá là nhiều ấn tượng cho lắm. Và thật sự là mình vẫn muốn đi lại Hàn Quốc một lần nữa. Thì Triệu trước đây cũng đã từng đi Hàn Quốc rồi, thì Triệu bảo là cứ thử đi với Triệu lần này xem thì Triệu đã đi xem như thế nào. Nên là bây giờ bọn mình phải ăn và uống đã rồi chuẩn bị lên máy bay đây. Thế thì bọn mình lựa chọn cái chuyến bay tối như thế này là bởi vì bay từ Việt Nam qua Hàn Quốc thì mất khoảng 5-6 tiếng ấy. Thì nếu mà trong ngày hôm nay khoảng 12 giờ đêm bọn mình bay thì sáng ngày mai là 7 giờ hơn, buổi sáng là bọn mình có thể đến nơi rồi. Mấy phần gần chúc chúc cho chị kia thân nhạc. Cảm ơn. Coi vui lắm. Chị vui không? Chị đi máy bay vui không? Cái gì? Rồi. Dưa hấu tươi các bạn ạ. Cheers. Mừng vì bọn mình đi máy bay, không phải máy bay to. Đối giải cho quý khách trong trường hợp cần thiết. For your own safety, we recommend that you keep your seatbelt fastened throughout the flight. The landing. Ngồi đi. Đang ở sân bay Incheon của Seoul và bây giờ mình đang phải đứng để chờ taxi. Thật ra thì ở Seoul thì khi mà đi từ sân bay về thành phố thì mình nghĩ rằng là nên đi taxi, bởi vì mình vừa mới check giá của Uber thì giá của Uber khá là mắc. Nên là thành ra là chắc là mình sẽ đón taxi để đi về Seoul. Và bởi vì là tất cả mọi taxi ở Seoul thì đều tính theo estimate hết, nên là không phải lo cái chuyện là có taxi dù làm giá các thứ này kia hay không, nên là mình sẽ luôn có được một cái giá rất là chính xác và hợp lý khi đi taxi về thành phố. Và nói chung là khi đi taxi từ sân bay về thành phố thì sẽ mất khoảng số tiền là khoảng hơn 1 triệu, bởi vì là hành lý của Duyên rất là nhiều. Quán này có 2 chi nhánh nha các bạn. Thì nếu mà bên này mà đông quá thì mình có thể sang bên này. Chắc có thể là do cái giờ này thì nó không có đông lắm. Hay là khi mà mình vào đây thì mình có phải xếp hàng. Đó. Trong này là mình đang tiến vào này. Hello Triệu. Chào chào các bạn đi. Và ngày hôm nay thì hai anh của mình là anh Tùng và anh Hòa đã đến đây để chung vui sinh nhật cùng với mình.
thì cái quán mà mình ngồi ở đây thì là một cái quán mà là chi nhánh thứ hai của quán gà hình xâm này. Và tất cả mọi bài trí các thứ ở đây thì đều giống y chang quán cũ, chỉ có cái ở cái quán cũ làm ăn quá phát đạt nên là mở thêm cái quán này thôi. Thì mà quán cũ là ngồi bệt nha. Mà quán cũ thì ngồi bệt, ngồi khá là khó chịu, nhưng mà quán này thì là có bàn ghế ngồi rất là ok nha mọi người. Đây là kim chi củ cải, còn đây là kim chi cải thảo nha. Bây giờ mình sẽ lấy ra cho mọi người cùng ăn hai đĩa. À thì tổng cộng là sẽ có 4 loại. Thì hai cái loại gà trắng gà đen bên này là sâm tự nhiên. Đúng rồi. Còn hai cái loại này nó ghi là một loại sâm Tosocon Vincent này, nhưng mà hình như không phải sâm tự nhiên. Nếu mà nó sâm tự nhiên nó ghi bên này nè. Hai bên này không phải là sâm tự nhiên, giá rẻ hơn. Đúng rồi. Còn gà đen thì mắc hơn gà trắng nha mọi người. Chính ra là mắc hơn, không đáng bao nhiêu, mắc hơn khoảng 120.000. Thì Duyên và Triệu sẽ cùng thử một trắng một đen thì xem hai vị khác nhau như thế nào. Sau khi mà order xong thì trong lúc mà chờ đợi canh ngon và mang ra thì bây giờ mình sẽ ăn thử cái kim chi củ cải này xem như thế nào. Chị cảm thấy rất là xuất sắc nha mọi người. Thật ra thì nếu mà ăn không ấy thì mình thấy hơi bị đậm vị một chút, nhưng mà nếu mà ăn cùng với cả canh thì sẽ ngon hơn. Nhưng mà gà đen này mọi người, trời ơi hấp dẫn quá, mở hết cả camera rồi. Đây là sườn canh gà đen nha mọi người. Sẽ đây có cho một lọ sâm nhỏ như thế này để mình đổ vào khi mà canh ra, thì bây giờ mình phải đổ luôn vào. Sao đổ hết nhỉ, nó bổ như này mà. Em phải đổ hết mà, tiền mình phải mua đó em. Xong rồi nó thấy sợ chỉ rồi, để mình vào nó chín được ngay á. Bây giờ Duyên sẽ... Hấp dẫn quá này. Anh để xa ra không mà nó bị mờ hết đồng kính. Để trộn thử đều lên. Chính ra là một bát canh này là... Tính ra là khoảng 600 nghìn Việt Nam, nhưng mà rất là chất lượng. Bởi vì là nguyên cả một con gà đen ở trong này. Còn nếu ăn mẹ thì đắp thêm muối. Rất là thơm. Gà kho quá này. Rồi. Sắc không? Rồi. Đình. Đê bác. Ở đây người ta chuẩn bị cho mình sẵn một cái chậu. Người ta chuẩn bị sẵn cho mình một cái chậu để mà mình có thể đựng được xương. Mình xé cái thịt ra. Rất là mềm nha mọi người. Ăn thử xem như nào nha. Cái này không sợ mùi nhỉ, ăn xong rồi vẫn còn nóng. Ở bên trong bụng con gà này có cơm nè mọi người. Ăn quằn quại hết con này luôn. Đáng nhẽ là mình tính xin thêm cơm đấy. Không quan trọng như là rượu trắng Việt Nam nha mọi người uống nó đấy mà nó bị cồn nhiều quá. Không có cồn như là cái rượu này uống thì nó cũng hơi nặng một chút xíu, nhưng mà khi mình uống vào thì cảm giác rất là thanh, rất là thơm, vị sâm. Bây giờ bọn mình sẽ đi đến Hoàng Cung để chăm thú các cảnh đẹp cho Hoàng Cung và mà Hanbok. Nãy giờ là mình vẫn rất là năn nỉ Triệu mãi, mà bây giờ Triệu vẫn chưa đồng ý để mặc Hanbok cùng mình. Ê, chị có mặc hai bút cùng Duyên không? Không, vẫy. Chị mặc không? Để em đi. Chị mặc không? Chị không. Thôi, tí nữa mình đi đến đấy, mình sẽ năn nỉ lại một lần nữa. Ôi, có rất là nhiều tiệm cho mặc đồ hai bút khác nhau, nhưng mà thật ra là mình cũng không có biết là tiệm nào với tiệm nào cả, nên là thôi mình đã quyết định là sẽ vào tiệm nào to nhất để cho có nhiều. Đó, cái tiệm này là cái tiệm mà to nhất ở đây cho thuê hanbok đó mọi người, rất là nhiều nha. Và ngày hôm nay thì mình có một cái event đặc biệt là giá cho thuê chỉ có là 3.900 won thôi, thì chính ra vào khoảng gần 80.000. Bây giờ mình sẽ
giờ là bốn giờ kém 15 rồi và 4 giờ thì hoàng cung đóng cửa nên là thành ra là cho mình phải quay lại vào hôm khác. Thôi bây giờ hôm nay là ở đây là hoàng cung đóng rồi và mình sẽ đi sang chụp ảnh với cả lá vàng nha mọi người. Lá vàng rất là đẹp nè. Hiện tại thì tôi đang ở một con đường mà rất là nhiều lá vàng. Mọi người có thể thấy dưới chân rất nhiều lá vàng nè. Và cũng rất là may mắn đây vì đợt này là bọn mình đi đúng vào cái dịp mà dịp mùa cuối của lá vàng rụng rồi. Nên là thành ra là khung cảnh ở đây rất là đẹp, rất là thơ mộng, giống như kiểu là trong phim Trái tim mùa thu đó mọi người. Chụp hình xong thì bây giờ bọn mình sẽ đi uống cà phê, một quán cà phê rất là nổi tiếng khi đến Seoul. Đó chính là quán cà phê Café Dior ở bên khu Gangnam. Và từ cái khu vực của mình đi sang đấy thì khoảng 8,5 km. Sao ở đây không có đèn người đi bộ nhỉ? Nên là thành ra là bọn mình sẽ hôm nào mình sẽ đi thử metro xem như thế nào. Ở đây là mình vào ga Yeongbokgung cửa số 4. Visit là đặt cọc à? Với cái thẻ đó nó ra là một cái thẻ. Đặt cọc mất 2.000 won này. Còn mua tôi có hết 7.400 để cho mua vé. Ê, xe là được xe đón khách không á? Đẹp quá. Tại vì mình đang ở Story ở phố Trâm Đam của Hàn Quốc thì nghe mở cửa rồi. 5 giờ nó đóng cửa rồi, nó mở cửa từ 11 tới 5 giờ thôi. Hello. Xin chào mọi người. Ngày hôm nay thì Duy lại tiếp tục chuyến đi du lịch cho sinh nhật của mình. Và ngày hôm nay thì mình sẽ đi ăn món canh bò rất là nổi tiếng của Hàn Quốc. Đó chính là quán canh bò Siseong ở đây. Bình thường là quán này là sẽ phải xếp hàng get line rất là dài. Nhưng mà ngày hôm nay thì Duyên không phải get line. Quán rất nổi tiếng nha mọi người. Đây là menu của nhà hàng nha mọi người. Canh bò xeo nông tang. Thì mỗi bát canh ở đây thì đều được ăn cùng với cả một bát cơm trắng, rất là ngon. Thì mình có súp xương bò này, súp thịt bò này, súp bò này, bò. Đó, nên là bây giờ mỗi người sẽ làm một phần nha. Thì bát canh này thì có vẻ là khác bát kia, ở một chỗ là rất là ít thịt hơn. Hello, xin tất cả mọi người. Hiện tại thì Duyên đang ở chợ cá lớn nhất ở Seoul. Thì ngày hôm nay thì bọn mình sẽ đi chọn hải sản ở đây và mang lên tầng 2 chế biến. Thì bây giờ mọi người cùng đi với Duyên xem ở trong mạch sẽ có những cái gì hay ho nhá. Hiện tại bây giờ King Crab này mọi người ơi. Hàu nè. Rất là đông, kể cả có cả người ở đây, có cả người Hàn Quốc và cũng có cả người Việt Nam ấy. Ngon quá đi à. Rất là nhiều các loại hải sản ở đây. Đó, sao kia là bà ngư kìa. Nguyên một dãy chậu này rất là đông. Đây là con cua King Crab mọi người, rất là to. Cua này ở đây là đặc sản của Hàn Quốc. Thì mình có thể mua những cái con cua tươi ở đây và mình lên trên tầng 2 để chế biến ăn ở đây luôn nha mọi người. Rất là ngon, to lắm đấy, trông như con nhện. To hơn là cái mặt của Duyên này.
hôm nay là ngày thứ tư mà Duyên ở Seoul, Hàn Quốc. Và ngày hôm qua thì vừa là xong sinh nhật của Duyên rồi. Thì hôm nay là chúng mình sẽ đi Hoàng Cung để mặc kimono. Để mặc hanbok và chụp những bức hình xinh đẹp tại Hàn Quốc. Thời tiết hôm nay thì rất là lạnh. Và ngày hôm nay thì chỉ có khoảng 3 độ thôi. Thì cả Duyên cả Triệu thì đều mặc áo lông dày cui như này. Và vẫn cảm thấy là... Chị bảo cái gì? Chị bảo là như cái gì? Như nhở? Chung vô? Không, lạnh như là giải cái gì? Lạnh như là người ta đang rải đã bảo lên tóc ý. Đó, lạnh như thế đó các bạn. Tối hôm qua là cũng đã rất là lạnh rồi. Ngày hôm nay thì còn lạnh hơn rất là nhiều nữa. Thì bây giờ bọn mình sẽ đi Hoàng Cung. Hiện tại thì mình đang ở Hoàng Cung của Seoul, Hàn Quốc. Thì ngày hôm nay thì do thời tiết quá là lạnh nên là thành ra mình không có mặc hanbok được. Nói chung là ở ngày hôm nay thì Hoàng Cung không có đông lắm. Nên là thành ra khi mà mình vào đây thì cũng có rất nhiều không gian để mà mình có thể quay và mình có thể ngắm nhìn ở đây. Đó, các chị em này mặc kimono, các chị em mặc hanbok rất là xinh nè mọi người. Đi mua vé đi. Những cái cổng thành này là ngày nay là vẫn còn giữ nguyên nha các bạn. Thời gian mà nó bị phai hóa thời gian thì người ta sẽ cải tạo lại thôi. Còn về tất cả màu sắc các thứ thì nó vẫn sẽ giữ nguyên từ bao nhiêu năm nay. Mình đi đúng với cái mùa này nên là thành ra là lá ở Hàn Quốc thì nó vẫn còn, nó chưa bị rụng hết. Còn nếu mà ví dụ là mình có đi chậm hơn khoảng một tháng sau thì là lá vàng sẽ rụng hết. Rất là phí nha. Wow, đây là cái cửa mà để mà bước vào được Hoàng Cung thì phải bước qua ba cánh cửa này. Nhưng cái chạm khắc này là được giữ từ ngày xưa này. Thật ra thì là như mình nói đó, nếu mà mình muốn đi đến đây và kiểu như là thực sự hiểu về tất cả những thứ ở trong Hoàng Cung này thì phải đi cùng với cả một người hướng dẫn viên để mà người ta có thể nói cho mình về lịch sử cũng như là cái này được ra đời từ năm bao nhiêu rồi, thế nào thì mình thực sự mình hiểu. Và có thể là sẽ phải mất một ngày để vào trong này, nhưng mà bọn mình thì chỉ vào trong này để tham quan xem ở trong này có những cái gì và ngắm nhìn xem ở trong này có những cái gì đẹp đẽ không. Đây là thời gian không có hạn. Đây là sau cái này là bọn mình phải đi tới làng cổ Búc Trơ nữa. Chị thấy như nào? Đi vào Hoàng Cung thấy như nào? Thấy như nào? Bình thường. Sao lại thấy bình thường? Đi lần 2 rồi. Không phải lần đầu đâu. Thế bây giờ Triệu làm hướng dẫn viên cho mặc áo đi. Anh có thấy sàn đất không? Có. Lâu lắm rồi nên nó mới lồi lõm như thế đấy. Cái gì? Ở đây là di tích lịch sử đấy, rồi. Lồi lõm thế này. Có nghĩa là nếu mà sàn đất mà lồi lõm như thế này thì là chứng tỏ rất lâu à? Đúng không? Tự nghĩ ra hay sao? Chị nói như nào? Chị giới thiệu các bạn như nào? Cái này lần trước chị đứng chụp, lần này coi lại chủ lá rồi. Ở cái ngoài chỗ Hoàng Cung kia thì rất là đông người, nên là mình để mình chụp được một bức hình mà tránh được người như thế thì cũng rất là khó. Nên là thành ra bây giờ bọn mình sẽ cùng nhau vào đây chụp. Lá vàng mùa thu nha mọi người. Thì bọn mình sẽ rời Hoàng Cung để đi đến làng cổ Bóc Trông nhá. Thì không biết là ở làng cổ đấy là sẽ có những cái gì hay ho. Như tiên đúng là ngày hôm nay rất là lạnh nhưng mà thật sự rất là vui nha. Yeah.
Hiện tại mình lên đang trên đường đi là gửi lên làng cổ Bốc Chôn Hanok. Mọi người thông cảm nhé, tại vì tiếng Hàn Quốc mình không có đọc được. Wow, rất là dốc nha mọi người. Càng đi lên trên này thì là càng dốc, mà hôm nay thì nói chung là cũng khá là đông. Các bạn mặc hanbok rất là xinh nè. Rất là nhiều các chị em mặc hanbok đi vào trong này. Nói chung là khi mà mình tham quan xung quanh đây thì mình thấy là ngôi làng Bốc Chôn này thì rất là to nha mọi người. Và theo những gì mình được biết thì ngôi làng này hiện tại bây giờ đã có thể nói là đã được 600 năm tuổi. Và nơi đây trước đây là nơi sinh sống của các quý tộc và các quan lại thời Joseon. Nói chung là đến bây giờ thì là ở trên này thì những cái nhà mà còn ở đây là Duy nghĩ rằng là chắc là những cái nhà mà cũng rất là giàu có và có điều kiện. À, thì bây giờ chúng mình sẽ đi đến Central Monster Bốc Chôn, cái cửa tiệm đầu tiên của Central Monster tại Seoul, xem là sẽ có gì nhá. Và trong này thì có đầy đủ tất cả các mẫu kính mới nhất của năm 2020. Bây giờ mình sẽ vào thử trong này xem là trong này là sẽ có những cái gì nhá. Đây này. Không rất dễ thương phải chứ. Đây là cái concept phòng tắm ở Hàn Quốc. Thì ở trong mọi cái nó đều rất là cổ kính, thì rất là cũ ấy, nhưng mà mình nhìn nó đều có rất có gu nha mọi người. Thì đây là đều có là cái kính này là của bộ sưu tập 2020 và có giá là 259.000 won, thì rơi vào khoảng hơn 5 triệu Việt Nam. Bây giờ mình đi vào trong này xem có gì nhá. Trong này thì có một cái mùi rất là thơm, giống như kiểu là cái mùi mình vừa mới tắm xong ấy mọi người. Và mọi người có thể thấy là ở đây là người ta không có chọn những cái viên gạch mới hoàn toàn. Ở đây là nó có những cái mà nó đã bị rơi ra rồi. Cái này không phải là vì người ta làm lỗi là làm cái gì cả, người ta cố tình làm như thế để cho là có thể đó đúng cái concept của nó. Gạch ở đây thì là giống như kiểu là gạch cũ hết rồi. Giống như kiểu là mình đang đứng đây mình tắm nha mọi người. Ừ sao bé không lăng 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 sao nhỉ? Ừ sao bé không lăng 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 lăng. Không có. Ở đây là có rất nhiều kính của bộ sưu tập mới nhất của Central Master. Thì là trong bộ sưu tập này mình thấy có một cái kính trông khá là hay ho. Cái kính này mình thử xem ra cái giống gì không. Thật ra cái kính dạng mắt nhỏ như thế này thì Duyên cũng đã có rồi. Thế bây giờ mình muốn mua một thêm một cái kính nó có thể mắt to hơn, xem như thế nào. Ôi trời ơi, Duyên đeo kính này xinh không nè mọi người. Màu đấy xinh ấy. Duyên đeo màu đấy này. Mọi người thấy màu này đẹp không? Đẹp. Mua tặng chịu đi. Ok. Luôn. Đùa đấy. Ngày hôm sau mà vlog này lên mọi người thấy là chịu không có ấp kính mới này lên là biết là Duyên nói xạo đó. Chịu màu khác, Duyên một màu chịu màu mà. Đây. Chị thấy màu đấy. Thế thôi nên sẽ mua cho chị, còn Duyên sẽ đeo cái. Còn cái màu trắng. Tại vì bây giờ thì là bọn mình đã thử hết gần như là hầu hết tất cả các kính ở dưới đây và mình cũng đã chọn cho mình được 1-2 cái. Nên là bây giờ bọn mình sẽ lên thử tầng 2 xem là còn cái gì hay ho không. Chị bảo còn à? Chị đi rồi nè. Wow. Rất là nhiều. Sau khi mà mình đi hết cả 3 tầng và cuối cùng là mình sẽ mua một cái kính này. Đây là Her, là một cái kính giống như là tầm basic của Dental Monster. Mình trước đây mình đã từng rất là thích cái kính này, nhưng mà vì mình không mua thì nó mang rất là nặng. Nên là sau khi mà hôm nay mình thử xong thì mình thấy rất là nhẹ, thì mình sẽ mua cái kính này. Cảm ơn chị Nắng nhiều là lấy cho chị ạ. Là mình sẽ mua cái này để tặng chi nữa. Thật không? Thật. Có gì thì mình sẽ đeo cái thôi. Họ hơ con này nè, để cho nó dẻo.
tay mình nhìn cái men thì mình thấy là sau khi mà bạn ấy chỉnh lại xong ấy thì là mình thấy là mình đeo nó thoải mái hơn và nó vừa vặn hơn với gương mặt của mình. Sửa được nhỉ? Hay ghê. Cái triệu này. Ủa hoa đâu rồi? Triệu thích không? Thế như nào? Thế như nào? Hay không nói gì à? Yeah. Hiện tại thì ở Seoul đang là 7:15. Thì bọn mình đang hôm nay là ngày cuối cùng bọn mình ở Seoul nên là thành ra bây giờ bọn mình sẽ đi ăn món một món ăn đồ sống cũng rất là nổi tiếng ở đây, đó chính là món ghẹ ngâm tương. Đây, đây, có một cái taxi rồi. Mình sau một hồi mà nó rất vất vả, bây giờ mình đã đến được nhà hàng bán cua ngâm tương. Đây cho mình ngồi cua ngâm tương. Nhưng mà mình có cả một cái con tôm nữa. Thì cái này là mình sẽ ăn cùng với cả cơm trắng nhá. Trong cái mai cua này thì có rất là nhiều gạch này mọi người. Đó, thì theo hướng dẫn là mình sẽ lấy gạch này ra này. Cho vào một ít nước tương vào đây. Anh quay lên mặt, anh quay lên mặt nữa. Sau đó là mình sẽ cuốn vào cái lá rong biển khô này nha mọi người. Cái lá như nào? Mà trông có vẻ là rất là tanh. Cái món này cũng là một cái món mà hơi khó ăn một tí. Tại vì là thường mình hay ăn những cái loại mắm ở nhà ấy, thì nói chung là cũng đã có mùi rồi, mình đã quen rồi. Nhưng mà thật sự là cái mùi cua này, nhất là nó có một cái vị rất là mặn của tương. Vì cua này là cua sống và mình phải cho rất là nhiều tương vào để mà cho cái thịt cua nó được muối thì mình mới có thể ăn được. Vậy là nãy giờ là bọn mình ăn tổng cộng hết 150. 111. À. Tổng cộng hết 111.000. Vì chi là khoảng hơn 1 triệu 2 một tí. À ha, hơn 2 triệu 2. Nói chung là mình thấy bữa này cũng khá là ok la. Thì kiểu là mình chỉ đến kiểu ăn thử xem là như thế nào thôi. Thì nói chung là mình nghĩ là các bạn khi mà các bạn đến với Hàn Quốc thì các bạn nên ăn thử đặc sản món này xem để mình biết xem là cái vị của ghẹ ngâm tương là như thế nào. Chứ cái con đấy là con ghẹ, không phải con tô, không phải con cua đâu á. Con ghẹ nha. Thế bây giờ thì mình sẽ đi tiếp dọc theo những con phố của Myeongdong ở Lạch Thê. Myeongdong. Đây là phố Myeongdong về đêm nha các bạn. Các bạn trẻ ùa xuống những con phố để đi chơi. Hôm nay thì mình bắt cái taxi mãi thì không bắt được. Thế xong vậy là cuối cùng là bắt được một cái đấy. Thế là leo lên xe rồi là bị đuổi xuống. Thế xong cuối cùng là mấy anh chị em là phải đi xe buýt đến đây. Thì nói chung là con phố Myeongdong này là chủ yếu là các món ăn vặt và những cái kiểu đồ mỹ phẩm rồi là các thứ, mặt nạ mỹ phẩm các thứ. Duyên với Triệu vừa vào mua hai chai tương ớt Samyang của mì cay Samyang siêu cay. Đi đây, các đi không mua lấy túi à? Mua mất 1.000 won đấy. Là 2.000 đồng Việt Nam. Cái gì? Là 2.000 đồng Việt Nam. Sẽ không mua đúng rồi. Sẽ không mua đúng rồi.